Sao không ngủ mà ngồi đó vậy anh? Thì à, anh muốn nói chuyện với em gì má? Có gì mà nửa đêm nói chuyện với anh? Nếu em không muốn nghe thì thôi. Nghe nghe, anh nói đi. Từ lúc má về đây, không có ngày nào mà em không kiếm chuyện với má. Với anh thì khác, anh chịu đựng 10 năm anh cũng quen rồi. Còn với má thì... Thì sao? Thì à, em không thể nào đối xử với má anh một cách nhẹ nhàng hơn được sao? Cái tánh em vậy rồi, bây giờ mà em đang có cái gì khó chịu bực bội trong lòng á, thì em không thể nào mà mở miệng nói lời ngon ngọt nhẹ nhàng được. Anh thấy má đã cố gắng hết sức, tất cả mọi chuyện trong nhà em kêu má làm, má đều làm, má không nói gì hết. Má luôn... Ý anh là sao? Là tôi đài đọa má anh hả? Không phải, ý anh không phải là vậy. Anh muốn nói là... Nếu như em cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của má trong căn nhà này thì... Hôm ấy mình đưa lại số tiền của má với chú Tùng để má về ở với vợ chồng chú nha. Cái gì? Trả lại tiền? Anh điên hả? Từ hồi đó giờ má sống trong cái nhà này biết bao nhiêu chi phí, rồi bây giờ tính hết rồi lờ đi hả? Ai đi thì cứ đi, tiền miễn trả. Em nói vậy nghe sao được? Mình lấy tiền để nuôi má, bây giờ để má đi không như vậy câu sao được? Ủa, tôi đâu có đuổi. Nhưng mà... Nè, anh quên là ai đã cho anh cái cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, ấm no như bây giờ hả? Còn má anh chỉ có rửa chén, giặt đồ, làm vài công chuyện trong nhà thôi là anh đã xót má rồi. Bản thân tôi nè, hằng ngày tôi phải giải nắng dầm mưa ngoài đường, đối phó với đủ tất cả hạng người để kiếm đồng tiền về lo cho cha con anh. Anh tưởng kiếm tiền là dễ dàng lắm hả? Má anh có chút xíu như vậy anh xót. Còn bản thân tôi nè, tôi có chết anh cũng không màng nữa hả? Thật ra ý anh không phải là như vậy. Anh thừa biết hồi chưa về làm vợ anh á, tôi sung sướng đến cỡ nào. Ba má tôi thương yêu tôi, tôi không phải làm động tới móng tay. Trời ơi, trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy nè? Anh đối xử với tôi như vậy hả? Thôi thôi, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh, vì anh bất tài vô dụng. Anh xin lỗi em mà, anh không lo được cho em, anh xin lỗi mà.